Vâng, đến với cuốn video cây cảnh nghệ thuật tại Ninh Hiệp Gia Lâm hôm nay, Đỗ Sinh giới thiệu từ tác phẩm Cần Thăng. Vâng, đó là cây cần thăng của ông Nguyễn Thế Khoa. Đúng là dáng Bạt Phong. Một gốc cần thăng cũng rất là già cây, nên phải rồng hết tại tay chi. Tác phẩm xanh có tên là Hôn Thủy của anh Đào Tiến Quyền. Hay nhỉ, anh đặt cái tên rất là tiểu thuyết. Cây xanh có tên là Hôn Thủy và xà xuống dưới mặt nước. Nhưng mà cần phải xà thấp hơn thì mới đạt Hôn Thủy. Vâng, tác phẩm xanh dáng làng cũng của anh Đào Tiến Quyền. Anh Đào Tiến Quyền cũng có một tác phẩm xanh nữa. Câu lạc bộ mình chỉ có cháu với anh San nhỉ? Vâng. Ở đây đúng không? Vâng. Ừ, có hai anh em cũng tích cực đi đấy. Cũng từ Bắc Ninh về đây. Vâng. Rồi. Mình làm ở đây xong ba hôm nữa mình lại phải đi Thanh Miện, Thanh Miện Hải Dương. Câu lạc bộ của huyện Thanh Miện họ tổ chức thành lập. Xong thì quay về Tứ Kỳ. Tứ Kỳ Gia Lộc, tức là bốn cái huyện sát nhau đấy họ mời hết. Cây chuối của Nguyễn Ngọc Quỳnh.
À, anh ấy đặt tên là bố mẹ và con. À. À, đến với cây xanh của anh Lê Văn Hà. Chúng ta đến với tác phẩm Hoa giấy của Nguyễn Văn Đích. Sau anh đề là dáng thác đổ cái hoa giấy này. À, tác phẩm cây sam của Nguyễn Ngọc Thảo. Thank you.
mẹ đi chỗ nước chồng chồng ngon lão vậy không ngả nó vẫn thế này luôn tốt rồi là phải nó vẫn như thế này luôn không cái này vâng à, đến với tác phẩm Mai Chiếu Thủy bonsai mini rất hay. À, tác phẩm Dưới của anh Vũ Văn Học. À, lộc vừng của Hoàng Minh Phan. À, xanh dáng huyền của anh Nguyễn Đình Ất. Tác phẩm xanh của anh Nguyễn Ngọc Hùng. Chúng ta đang quan sát tác phẩm Si của Hoàng Minh Phan. Tác phẩm xanh của Nguyễn Đình Ất.
Vâng, có một cái cảnh cổng làng rất là hay, phối với tác phẩm xanh của anh Lê Văn Hà. Này thêm một hai cái rễ buông xuống với mái cổng thì tuyệt vời. Cây đa cổng làng. Cây là 1,2 triệu không bạn? 1,2 triệu à? Tức là ông vừa gọi à? Không, ở đằng kia. À. Chỗ đầu mình đi. À. Để giả thế gì? À, để trước khi kết thúc video này tôi giới thiệu tiếp với các bạn ba tác phẩm liền nhau ấy nữa. À, đây là tác phẩm xanh của anh Nguyễn Hải Hùng. Và chúng ta kết thúc với tác phẩm xanh của Đào Ngọc Linh. Vâng, tôi xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp video sau.